Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ, một bên là Nguyễn Trãi, một bên là Trần Phú. Theo thẳng hướng bên cánh trái là đường Trần Phú, đi đến cái con đường Nguyễn Tri Phương và Chợ Lớn. Và mình đi ngang cái đường Lạnh Lẽo hôm bữa đó. Và bên cánh phải là đường Nguyễn Trãi, xuôi chiều về quận nhất, và bên đây là con đường Nguyễn Duy Dương, và kế bên là con đường Nguyễn Hoàng, Trần Phú năm xưa, và bên đây là đường Nguyễn Trãi. Chúng ta đang đứng ở giao lộ Trần Tuấn Khải rồi Trần Phú, Nguyễn Trãi rồi Nguyễn Duy Dương. Theo thẳng hướng này là chúng ta đi vô đường Trần Tuấn Khải nè, và cuối đường này chúng ta có cái hẻm thông ra con đường Bùi Hữu Nghĩa, mà hôm bữa chúng ta đi vô đó rồi đó. Cái hẻm đó bán rất là nhiều cái món gọi là sủi cảo, và đây là con đường Nguyễn Trãi, cái phố thời trang về đêm. Thì hành trình ngày hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang trên hai con phố, con phố Nguyễn Trãi, con phố thời trang, và một cái con phố ẩm thực trên đường Bùi Hữu Nghĩa, con phố Bịch Quay đó, để xem khung cảnh về đêm ở khu vực này như thế nào. Nói chung đi bộ về đêm, về chiều là một cái thói quen rồi. Ngày nào không đi cảm thấy thiếu, thành ra cứ đi là cầm camera lên và chia sẻ với các anh chị và các bạn, để bà con giống như là tưởng tượng như mình đang đi bộ vậy đó. Ở đây thì mình thấy bán rất là nhiều quần áo nè, và cái con đường này trước rất là đông ngày Tết. Bạn ta nhìn bên tay phải có cái quán mì Bịch Tiềm, Thêm Quy mì da đó. Lúc trước em có review cái quán này rồi nè, bà con cũng có xem rồi ha. Thêm Quy mì da, và cái bên đó là hẻm 451, đi vô những cái hàng quán bên trong nữa. Và kế bên thì có một cái shop thời trang rất là lớn, rất là nhiều khách mua. Con đường này về đêm thì rất là đông đúc tấp nập, hầu như là tấp nập nhất ở Sài Gòn luôn, không thua gì chợ Bến Thành đó. Chúng ta nhìn qua bên cánh trái, đèn đuốc cũng rất là sầm uất. Phía sau những dãy nhà này là con đường Nguyễn Hoàng. Ở đây quần áo màu mè rất là nhiều luôn. Những ngày Tết thì ở đây chật kín người luôn, chúng ta không thể đi bộ luôn á. Ngoài cái phố thời trang thì xen lẫn những hàng quán ăn uống cũng rất là nhiều, rất là nổi tiếng. Như đây chúng ta thấy có Phở Lệ, Phở Lệ ở số 413, 415 Nguyễn Trãi, rất là lớn, cũng rất là đông du khách và thực khách ăn. Beef Noodle Soup Restaurant. Đây là hẻm 409, đi vô cũng có rất là nhiều quán ăn trong đây nè. Nhìn thấy trong kia đông ghê chưa, xen lẫn những cái hàng quán ở những cái shop thời trang, thì chúng ta nhìn đâu đó vẫn còn những cái hình ảnh những cái người bán ở dưới nè,
dưới lòng đường này cũng rất là đông luôn. Bên kia là bán giày dép. Nói chung ở con đường Nguyễn Trãi này là tất đất là tất vàng, không có khoảng nào trống hết. Một cái mặt bằng cho thuê ở đây có giá 1-2 ngàn đô là bình thường luôn, nên ai có nhà Nguyễn Trãi là khỏe luôn á, tới ngày đi du lịch thôi. Và ban ngày ở đây có cái chỗ bán bánh tằm bì cũng nổi tiếng lắm, bánh tằm bì Đồng Tháp á. Bánh tằm bì Đồng Tháp ở số 50 252, có 352 Nguyễn Trãi nữa. Bánh tằm bì như bán buổi sáng, buổi sáng tới trưa thôi, tầm 2-3 giờ là hết rồi. Ở nhà rất là cao, chắc người ta thôi bằng bán ở dưới thôi. Mà đáng lẽ nhà này là giống như chung cư vậy đó. Mình nhìn thấy có cái cửa nhỏ ở dưới nữa nè, để người ta lên lầu đó, mấy người khác ở trên lầu thì hoặc là họ chỉ cho thuê mặt bằng ở dưới thôi, còn ở trên người ta ở, mình làm lối đi riêng á. Ở đây liên tục tuyển nhân viên bán hàng, bán quần áo. Và chúng ta đến đây đó là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa và Nguyễn Trãi. Và nhìn bên đường có một cái gốc cây rất là lớn, gốc cây dầu rất là to nè, nằm mọc trong một cái căn nhà nhỏ nhỏ. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ lên đường Cộng Hòa Nguyễn Văn Cừ và đi về quận Nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải ở cái cung đường Bùi Hữu Nghĩa này. Bên tay phải chúng ta đó là cái quán hủ tiếu mì Thái Lan. Không biết nó khác gì hủ tiếu mì Sài Gòn không ha. Và bên đường đó là quán bánh canh cây 136 Bùi Hữu Nghĩa, mà bữa em có review, không phải review mà có chia sẻ quán cơm bình dân cho bà con mình xem đó, cho thấy ở Sài Gòn bán cơm cũng rất là rẻ. Đây có cái quán hủ tiếu mì, một cái xe hủ tiếu mì rất là xưa nè, ở số 187 Bùi Hữu Nghĩa. Thì ngoài cái sự yên bình của những con hẻm ở đường An Bình thì nói chung con đường Bùi Hữu Nghĩa này cũng rất là sôi động, với những cái hàng quán ăn uống rồi những cái cửa hàng thời trang. Bên hông con đường Bùi Hữu Nghĩa là đường Nguyễn Trãi. Ban ngày quán nhậu 114 này rất là đông nè, 9-10 giờ là có người nhậu rồi. Và đối diện ta có một cái hẻm 161, và đầu hẻm đó là cái miếu Ngũ Hành. Thẳng hẻm này mình lên đường Trần Tuấn Khải lúc nãy đó. Ở những nơi nhậu nhẹt thì không thể thiếu âm nhạc được ha. Và những anh hát nhạc kẹo kéo rất là nổi tiếng ở Sài Gòn với những cái tụ điểm ăn nhậu như thế này. Và chúng ta nhìn bên tay phải đó là cái cửa hàng bán vịt quay nổi tiếng Bắc Thành. Và
đối diện là vịnh quay Vĩnh Phong. Con đường này nổi tiếng cái món quay, vịnh quay Vĩnh Phong thì buổi ban ngày bán ở vị trí này nè, những cái ghế đỏ đỏ này nè, nhưng mà buổi tối thì nghỉ rồi. Đây bán cá viên chiên, buổi tối bán cá viên chiên. Và chúng ta nhìn bên cánh trái, đó là con đường Phan Quang Trị. Phan Quang Trị ở cái đoạn Lê Hồng Phong, còn có Phan Quang Trị ở đoạn trường Ba Đình, trường Chí Thiện ha. Và ở đây em thấy có một cái quán chè Thanh Tâm, mà lúc trước em cũng có dẫn bạn đầu nhỏ ra đây ăn chè chia sẻ cùng cô chú anh chị rồi nè. Chè Thanh Tâm ở số 98 Bùi Hữu Nghĩa, rất là đông. Và mình nhìn bên đường thì có cái chung cư. Có gì vui không? Quay video hả? Bạn nhỏ tên gì? Tên Ánh. Trời, bạn nhỏ sắp nổi tiếng nữa nha. Nghe răng súng ra. Ủa bạn nhỏ bán gì vậy? Nhà bạn nhỏ bán gì vậy? Nhà bạn bán cuốn. Chú đăng lên đi. Nhà bạn nhỏ bán bánh cuốn hả? Đăng lên đi. Bánh cuốn ở số 139 Bùi Hữu Nghĩa phải không? Ở chỗ quay gì vậy? Chú quay chỗ bán bánh cuốn nè. Chú bánh cuốn 139 Bùi Hữu Nghĩa phải không? Rồi chú đi nha. Và kế bên thấy có hủ tiếu mì nữa nè. Hả? Khi để tao đang cười. Hả? Chú nào đi? Vinh Lâm TV. Những đứa nhỏ vui, nhiệt tình. Rồi chúng ta đi tiếp tục một đoạn nữa ha, rồi chúng ta sẽ chia tay ở khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa này. Và thẳng bên kia đường là cái chợ Hòa Bình, và nơi đó có một cái quán bánh bánh cống nổi tiếng, mang đậm chất truyền thống của Việt Nam, bánh cống Sóc Trăng, chỉ duy nhất một quán ở khu vực chợ Hòa Bình này. Video nãy giờ cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng video và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Chúng ta sẽ đi về và lại lấy xe thôi, nên em để xe ở ngay, gửi xe ở ngay chợ Hòa Bình. Đây có chị bán mè, chè mè đen nó rất là ngon. Chúng ta ghé ủng hộ thử. Chị bán một ly còn mè đen thôi. Mè đen hai ly mè đen đi. Như ban ngày chị bán bên kia đường phải không? Bên ACB 7:30. Bán ở phía trong qua đây 1:00. Chị bán này lâu chưa chị? 4 năm. 4 năm. Mà nhà chị nấu luôn hả? Ủa cái này là chè, ở cái là mè đen mình xay bột ra hả? Mình xay mè là mè mua về mới rang lên. Rang lên xong rồi tối đó mình ngâm gạo. Ủa ngâm với gạo hả? Không, gạo mình ngâm với nước trước. Tối đó mới sáng mình đổ cái nước ngâm. Ủa trong đây gạo. Là có gạo nữa hả? Có, gạo mình ăn cơm á. Cái bỏ gạo nó mới sệt sệt, không có gạo mà mới sệt. Em tưởng đâu không biết sao cho nó vậy. Mình đem đi xay về, mình về quấy lên quậy hoài tới nào chín thôi. Ồ nấu chè nó chắc mỏi tay lắm rồi.
Này tính tiền mỗi tay nhiều hơn là tính tiền vật liệu nguyên liệu. Giờ chị bán là chị nghỉ chưa? Gần hết rồi. Gần hết rồi không? Giờ bán hết mới nghỉ hả? Rồi. Đi được, đi đưa con ba chục. Dạ. Nhà chị ở gần đây không? Đúng, cảm ơn. Dạ. Nhà chị ở gần đây không? Dạ. Rồi, rồi cảm ơn chị. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục đi nhé. Định ngưng rồi nhưng mà thấy chị bán chè này cũng ngon rồi, em ăn cũng mấy lần rồi nên thành ra ghé mua cho nị luôn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.